Xin chào, tôi là... Chưa nghĩ ra tên Hôm nay vui vẻ đi khám phụ khoa Hôm nay tôi đi khám phụ khoa Nên là tôi sẽ thay vui vẻ lên cho anh em video này Nên là anh sẽ thay tôi lên cho các em video này Ờ đi đi Từ một nơi mà các pháp sư sinh sống, một thị trường khổng lồ với sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt Những gã nhà giàu của công nghệ thế giới hiện tại thì có khoảng 5 ông thì ba ông đến từ đây Vâng, đó chính là Trung Quốc Ở những video trước thì tôi đã cho các bạn biết tất tật tật về uh, Huawei này, về Xiaomi qua giọng đọc của vui vẻ rồi Thì uh, hôm nay chúng ta cùng đến với chuyên mục học chế đồ và nhân vật chính sẽ là Oppo Đây Oppo đây, camera chụp uh, 56 tuổi, biến thành 6 tuổi luôn Trẻ hóa làn da Một chút về lịch sử thì uh, theo những thông tin chính thống mà tôi tìm hiểu được hoặc là những gì trên Wiki viết là sai Oppo chính thức được thành lập vào năm 2004 với tên bản ngữ là là công ty con của một tập đoàn điện tử khá là siêu to khổng lồ BBK Electronics do đó Oppo tập trung sản xuất các thiết bị điện tử như kiểu đầu DVD này Blu-ray này hay là MP3 rồi là điện thoại các thứ vì là nhãn hiệu đến từ Trung Quốc và cũng có mặt từ trước những năm 2000 rồi nên là những sản phẩm của Oppo thời gian này chưa được phổ biến tại Việt Nam cho lắm tại kiểu năm 2000 thì Việt Nam vẫn hơi nghèo ấy. đến năm 2005 thì Oppo cho ra máy nghe nhạc MP3 đầu tiên mang tên là X3 và nhanh chóng làm người dùng bị sốt vì độ hot của nó trên thị trường. Với thiết kế khá là trẻ trung và xanh điệu nhưng mà vì nó đã ra mắt khá là lâu rồi ấy, nên là tôi cũng không tìm thấy ảnh. Và với cả tại lúc này Oppo đã vào Việt Nam nên là cũng không có nhiều thông tin lắm. Ai biết thì để comment. Tiếp đó thì vào năm 2006, hãng cho ra mắt máy MP4 đầu tiên của mình và cũng lại gây ấn tượng về thiết kế cũng kiểu dáng cũng như là chất lượng âm thanh nói chung là Oppo tầm này thì tập trung vào sản xuất các thiết bị nghe nhạc này nhưng mà tuy thế thì tầm này ở Việt Nam thì Sony Walkman hay là iPod của Apple thì vẫn được các dân chơi khá là chuộng nên là chứ Oppo thì cũng chưa thua lắm mãi đến năm 2008 thì Oppo mới bắt đầu chập chững bước vào thị trường điện thoại di động gây được thiện cảm với khách hàng năm 2010 Oppo bắt đầu mở rộng ra các thị trường quốc tế và trụ sở đầu tiên được đặt tại Thái Lan mãi đến tháng 3 năm 2013 thì Oppo mới đánh vào thị trường Việt Nam với sản phẩm là Oppo Find 5 với việc nhắm vào phân khúc giá rẻ và cận cao cấp đến năm 2019, Oppo đã đứng top 5 hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới với 8,1% thị phần. Và với một thị trường chuộng cái gì cũng rẻ như Việt Nam thì Oppo cũng đứng top 2 với 17,3% thị phần vào năm 2021. Ngay sau ông bố Samsung với 28,7% thị phần. Nhằm đánh sâu hơn nữa vào thị trường giá rẻ thì tháng 5 năm 2018, Oppo Real được tách ra và thành lập Realme. Cũng giống với Oppo thì mẹ con ruồi. Mình cũng giống với Oppo thì Realme cũng muốn đánh ra thị trường toàn cầu nhưng là tập trung vào các sản phẩm có thiết kế trẻ và màu sắc trẻ trung cùng với đó là giá rẻ phù hợp với đa số các bạn trẻ trên Việt Nam hoặc là trên toàn thế giới. Đó là một chút quãng đường của Oppo để đạt được đến vị thế hiện tại. Nhưng mà vì tôi là một người dùng ở phân khúc cận cao cấp cũng như là cao cấp ấy nên là cũng phải thú thật là tôi cũng không sử dụng sản phẩm của Oppo nhiều cho lắm. Có chăng là tôi đi kiểu trung tâm thương mại hay là ra mấy cái shop nào đó tài trợ cho video này là shop đăng để mua đồ các thứ. À nhưng mà shop đăng không bán Oppo. Thì một shop nào đấy để uh, mua đồ trải nghiệm các thứ thì có độ Oppo thì trưng bày đấy thì tôi sẽ kiểu nghịch nghịch qua qua thôi chứ không kiểu dùng sâu lắm ấy Cho nên là tôi sẽ nói nhiều hơn một chút về cách Oppo khai thác các thị trường ra sao còn sản phẩm thì nói ở phần sau nhá Với một công ty thiên về sự trẻ trung Thì Oppo khai thác thị trường theo cách phải nói là khá là quen thuộc và dễ dùng Vâng, đó chính là việc thuê những người nổi tiếng ở quốc gia đó Và để làm đại diện cho sản phẩm của mình Có thể các bạn đã biết thì chi phí cho việc thuê ca sĩ, diễn viên hay là KOL nào đó Để làm gương mặt đại diện cho thương hiệu của mình thì không hề rẻ Nhưng mà kiểu càng nổi tiếng thì sẽ càng đắt Biết được điều này thì Oppo tập trung đánh mạnh vào những tài năng trẻ mới nổi Hoặc là sắp nổi, gần nổi đối với những người kiện sĩ đấy những bản hợp đồng đấy thì chắc phải nói là cực kỳ hấp dẫn tại vì kiểu họ cũng chưa có tên tuổi lắm có thể nói sự thành công của oppo Tại thị trường Việt Nam nói riêng Và thế giới nói chung Phần lớn là nhờ việc hợp tác Cùng những người nổi tiếng Trở thành đại sứ thương hiệu của Oppo Tại sao Tuân nói như vậy Vì rào cản lớn nhất của Oppo Chính là xuất xứ của hãng Lại là một công ty đến từ Trung Quốc Không hề mới với thế giới rồi Kiểu ai cũng không thích Trung Quốc lắm ấy Và chắc chắn là cũng không hề mới Với thị trường Việt Nam Tuy nhiên là chính vì điều này mà lúc đầu Oppo vấp phải rất nhiều những sự phản đối từ người tiêu dùng vì kiểu quả mác, back in China xong là đặc biệt là phân khúc giá rẻ thì máy không kiểu không ngon, không ngon lành ấy kiểu lác lác giật giật ấy. Nên là Oppo cũng phải tìm một cách nào đó để gỡ bỏ cái quan niệm đồ tàu ra khỏi bộ não của người dùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chọn những người nổi tiếng để giúp hãng nhanh chóng gỡ bỏ được điều đó kiểu người nổi tiếng có fan sẵn rồi mà người ta lại dùng cái đấy thì nó dễ hơn. Hợp đồng hời nhất và thành công nhất của Oppo cho đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là mượn biết về dùng gao à Sơn Tùng MTP Từ những năm 2013 thì khi Sơn Tùng mới đang chuẩn bị trở thành một hiện tượng tại Việt Nam Thì Oppo đã mời anh về với đội của mình ngay rồi Với sự nhạy bén này của hãng khiến cho đây là bản hợp đồng quảng cáo đẳng cấp nhất Cũng như là hời nhất vì danh tiếng của Sơn Tùng thì càng ngày càng To 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 to, to, to ra Tiêu biểu nhất có thể kể đến là sự kiện ra mắt của một chiếc Oppo F1S đã tạo nên cơn sốt bởi chính gương mặt đại diện Sơn Tùng MTP. Thì đâu cũng thấy anh Tùng TV, xe buýt các kiểu toàn thấy anh Tùng cầm Oppo. Chính nhờ Sơn Tùng MTP mà Oppo F1s đã nhảy thẳng lên top smartphone bán chạy nhất 2016, ngồi trên cả đầu Samsung luôn cho cẩn thận. Và đương nhiên thì Sơn Tùng và Oppo cũng trở thành đôi bạn thân. Oppo đồng hành cùng Sơn Tùng trong nhiều sự kiện ca nhạc, âm nhạc, live show riêng của anh. Quá là hời cho Oppo khi mà book được Sơn Tùng khi chưa quá nổi tiếng. Ở book thì chắc đắt lòi. <laughs> Ngoài ra thì cũng có một số nghệ sĩ đình đám khác của showbiz Việt như là Hồ Ngọc Hà này, Tóc Tiên này, Nu Phước Thịnh này, vân vân đều đang là những gương mặt đại diện cho các sản phẩm của Oppo. Nhận thấy việc sử dụng người nổi tiếng sẽ khiến những sản phẩm của mình được yêu mến và bán chạy hơn, Oppo tiếp tục phân thân chi thuật cho ra mắt công ty con là Realme nhằm đánh sâu hơn nữa vào phân khúc giá rẻ. Vẫn với chiến thuật dùng nghệ sĩ để bán hàng cho fan, Realme luôn được nhớ đến với hình ảnh cực kỳ đẹp trai của Isaac này hay là nổi bật nhất vẫn là Amy bánh bèo săn với các chiến lược thành công trong quá khứ thì Realme uh, sinh sau để muộn nên là có thể dễ dàng bắt trend của giới trẻ nhiều hơn làm các MV ca nhạc để quảng cáo này cũng như là các trend tiktok nhảy múa lắc đít mà nhanh chóng viral những cái trend này ấy thì được người nổi tiếng tạo ra nên là nó cũng rất là nhanh nổi nổi mọi người kiểu làm theo ấy. chính điều này cũng làm Realme được người dùng trẻ tuổi yêu mến và tin dùng do có thần tượng của mình là đại diện rồi kiểu yên tâm ấy đây cũng gần như là một kiểu bán đồ của thần tượng cho fan vì những sản phẩm đó sẽ kiểu gắn liền với tên tuổi của KOL đến mãi sau trong này chưa bàn đến xét lượng sản phẩm nhé. nhưng mà có thể khẳng định một điều là Oppo đã làm quá tốt trong việc truyền thông. Giờ Samsung có muốn Sơn Tùng quảng cáo thì cũng không được tại vì độc quyền cho Oppo rồi. Mà Sơn Tùng thì đang là ngôi sao số 1 Việt Nam với kiểu mọi người quan tâm xì căng đồ, tùng tùng tu tu đúng các thứ. Mọi người rất là quan tâm. Chính vì sự nhanh chân trong làm truyền thông thì đã khiến một tân binh từng bị ghẻ lạnh như Oppo lại trở thành một đối thủ sừng sỏ cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn trong ngành như là Apple, Samsung hay là Xiaomi, Huawei. Nói Oppo là một công ty mạnh truyền thông thì cũng đúng thật, nhưng mà chắc chắn tôi vẫn phải dạo qua một vòng những sản phẩm trong hệ sinh thái của hãng. Gọi là hệ sinh thái nhưng mà kiểu nó cũng chưa hề có nhiều sản phẩm như kiểu là Huawei hay là Xiaomi được. Oppo tập trung khá nhiều vào mảng điện thoại nên là các sản phẩm đi kèm của hãng gần như là không thực sự quá nổi bật trên thị trường. Điểm qua một vài sản phẩm điện thoại khá là thành công của Oppo, mặc dù chủ yếu hướng tới phân khúc giá rẻ, nhưng mà hãng vẫn chia ra rõ rằng các dòng máy là Oppo A series đại diện cho dòng máy giá rẻ với nhiều mã mà chắc chắn là tôi sẽ không kể tên là A96 đang là đắt nhất và xịn nhất. Với thông số và cấu hình khá là ổn trong tầm tiền này, 8 GB RAM rồi là camera 50 megapixel các thứ, iPhone 14 Pro Max mới có 48 megapixel rồi. Sạc nhanh 33W, iPhone 25W, 20W. Có thể nói là ngoài không có hiệu năng khủng ra thì dòng giá rẻ này sẽ phục vụ được những người có kiểu người dùng cơ bản thích chụp ảnh vì nó có camera khá là tốt Camera khá là tốt Làm mịn da Và cùng với đó là thời lượng pin khá là trâu Mấy anh shipper thì tôi cũng thấy hay dùng Oppo chắc là cũng dùng mấy dòng này Tiếp đó là Oppo K-Series phục vụ phân khúc tầm trung có con K3 với quả camera thò thụt thò thụt trên đầu khá là hay hiệu năng các thứ thì không quá ấn tượng nên là thôi bỏ qua dòng F và dòng R thì đã dừng sản xuất và thay thế vào đó là dòng Oppo Reno phục vụ phân khúc cao cấp của hãng tức là tầm 10 triệu đổ lên tham khảo nhanh qua mấy dòng này thì tôi chỉ mãi nhìn anh Tùng trên màn quảng cáo chứ cũng không hề có gì mấy ngoài phần cầm dưới khá là dày trông khá là khó chịu đối với tôi thì kiểu tôi o OCD ấy. nên tôi đã nhảy luôn sang dòng VIP Pro nhất của Oppo Oppo Find Series vì là dòng cao cấp nhất nên là chắc chắn là tính năng này thiết kế đẳng cấp nhất sẽ được nhét hết lên dòng này. Tôi thì rất ấn tượng với Oppo Find X vì kiểu cái camera của nó giấu khá là hay ấy, kiểu khiến màn hình không có một nốt ruồi hay giọt nước nào mà kiểu camera nó biến mất luôn. Hình như là cái đợt mà các hãng còn chưa biết làm sao để giấu được cái camera trước kiểu tai thỏ, viên thuốc các thứ ấy. Thì Oppo với dòng Find X này đã tạo ra được ấn tượng cực kỳ lớn với kiểu cơ chế trượt giấu camera trước, camera sau kiểu biến mất bị mất luôn tuy nhiên thì trượt trượt kiểu này khá là dễ dính bụi tuy cái kiểu trượt trượt này ấy trông rất là tương lai nhưng mà kiểu cái hạn chế của nó còn khá là nhiều ấy nên là sau này oppo cũng đã bỏ cái kiểu này đi luôn hiệu năng trên dòng file thì chắc chắn là không có gì phải bàn cãi rồi Do nó là dòng cao cấp nên là các hãng khác có chip gì xịn thì Oppo cũng cho chip đấy lên Tần số quét 120Hz này rồi là sạc nhanh 38 phút đầy 100% Thì cũng là những cái thông số ấn tượng thường thấy ở trên các dòng cao cấp của Oppo Vì đa phần các hãng Android tại phân khúc cao cấp ấy, thì cũng đều mang lại trải nghiệm kiểu tương đương nhau ấy, Kiểu xem ông nào tối ưu tốt hơn dùng lâu lát hơn thôi Nên là với việc không được trải nghiệm quá nhiều và quá sâu ấy thì tôi thấy Oppo vẫn hoàn toàn đáp ứng được cái tiêu chuẩn cao cấp của người dùng Apple giá thì cao mà tính năng có mỗi một tí tôi có dùng được thì nói gì mấy con máy được đắp cả một đống tính năng như này mấy người anh em của tôi có dùng oppo thì đánh giá là khá ngon không vấn đề gì chắc mấy ông ấy dùng được mấy con cũng xịn xịn rửa phai ít các thứ ấy quan trọng là bạn có thích mua hay không thôi như nhiều hãng điện thoại khác thì oppo cũng chú trọng khá nhiều về phần camera đây cũng là phần được quảng cáo nhiều nhất của hãng tuy nhiên cam thường hình như là được trang bị mấy cái filter sẵn nên là chụp <laughs> chụp trông nó bắn khá là nhiều filter làm mịn da nên là kiểu tôi không thích cho lắm bởi vì kiểu Tôi đã phải, tôi đã phải. <laughs> Bỏ qua các dòng điện thoại chủ lực thì cùng tôi đến với một số sản phẩm dâu ria khác của Oppo. Là một pháp sư Trung Hoa đời đầu như tôi đã nói mà pháp sư là kiểu copy copy ấy nên là mấy sản phẩm này của Oppo trông cứ kiểu giống giống mấy hãng khác kiểu gì ấy. Đây, nhìn cái quả đồng hồ này đi. Hoặc là do mấy ông Trung Quốc cùng là pháp sư nên là giống nhau vãi cả trưởng. Tôi để hình ba con này ở đây thì đố ông nào biết con nào của Oppo, con nào của Huawei, con nào của Xiaomi luôn. Tôi nghĩ một phần là kiểu xu hướng thiết kế nó thế là kiểu giống giống nhau một tí cũng được. Đến với Oppo Watch thì tôi để ảnh ở đây Giống ở hãng nào thì anh em tự comment nhá Bảo pháp sư thì lại bảo đi Những cái sản phẩm để bổ sung cho hệ sinh thái này của Oppo ấy Thì nó chỉ dừng ở mức là kiểu dùng được thôi Dành cho mấy anh em mà kiểu thích Apple Watch nhưng mà nó đắt quá không mua được ấy Thì kiểu Oppo có cái đồng hồ Oppo Watch ấy, giống giống Apple Watch ấy, Thì anh em là thích kiểu clone clone thì đeo vào cũng được Trông cũng chả ai biết kiểu nó là một sản phẩm ít tiền nhưng mà mang trong mình cái thiết kế nhiều tiền chứ như tôi à không phải tôi vui vẻ thằng linh thì mua Apple Watch Series 6 8 củ xong là sót có đeo mấy đâu, toàn đeo mỗi đi chạy là màu là chính chứ không đeo mấy. Cách dùng đồ công nghệ giữ nhất thì là không dùng. Nói chung thì Oppo là một hãng hướng nhiều tới phân khúc giá rẻ, dễ tiếp cận cho người dùng phổ thông nên là cũng không thể đòi hỏi quá nhiều về sự cao cấp trên những sản phẩm của Oppo được. Nó sẽ dừng lại ở mức vừa đủ dùng, kiểu những người chưa được trải nghiệm cái cái cao cấp thì có thể dùng cũng thấy ok tại vì người ta Tiểu chưa dùng cao cấp thì cũng không biết là cao cấp như nào ấy, cái đấy cũng ok Tại vì là nó cũng đầy đủ tính năng là nó không có thiếu tính năng gì đâu Cái là nó phần mềm nó hơi lác thôi Thương trường thì là chiến trường, đặc biệt là ở phân khúc giá rẻ thì là bài chiến trường luôn khi mà ông lớn ông nhỏ ông con ông cháu nào cũng muốn nhảy vào để bú đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay tại thị trường việt nam của oppo thì cũng vẫn là mấy ông lớn như là samsung này xiaomi này huawei này hay là từ chính thương hiệu con realme của hãng luôn giờ hãng nào cũng muốn mang mấy cái tính năng cao cấp hoặc là cận cao cấp lên mấy con máy giá rẻ rồi nên là bây giờ chỉ là cuộc chiến của truyền thông marketing là chính cái này thì tôi thấy samsung và oppo vẫn đang dẫn đầu tại thị trường việt đặc biệt là oppo với rất nhiều mv của ca sĩ nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm kiểu đang đang chia tay bắn nhau bùm bùm alo oppo đây <laughs> kiểu cái độ phủ của những mv đấy nó kiểu khá là viral ấy nên là oppo đang chiếm ưu thế trong việc cạnh tranh sự nổi bật với các hãng với việc chỉ tập trung sản xuất điện thoại là chính oppo sẽ có nhiều cái lợi thế hơn những cái hãng có số lượng đồ rất là nhiều kiểu là tivi tủ lạnh lồng lồng bàn máy là không khí các kiểu nhiều quá vì kiểu nhiều quá nên còn phải marketing kiểu nhiều đồ khác nhau nên là dàn trải đấy nó không được tập trung quá vào một đâu ấy còn oppo thì các đồ linh tinh thì ít mà còn kiểu hơi đều, đều một tí nên là họ kiểu tập trung hết vào điện thoại booking booking dài mv dài mv liên tục nếu mà có điều kiện được hãng cho mượn hay là ai đó cho mượn thì tôi có thể đánh giá được nữa về các sản phẩm của oppo vì xem nhiều quảng cáo với cả MV hay Ami Cute xinh gái các thứ tôi cũng muốn mua một chiếc để kiểu ủng hộ thần tượng kiểu kiểu thế. Vì nó cũng kiểu không quá đắt nó cũng khá là rẻ mà kiểu cũng dễ trải nghiệm. Mấy nữa tôi mua luôn. Nhưng à, nhưng thôi mượn được, nhưng thôi mượn được vẫn tốt ạ. À. Oppo chả, tài trợ em nhé. Tổng kết lại thì Oppo tiếp tục là một thương hiệu nữa đến từ Trung Quốc và lại tiếp tục phủ sóng trên toàn thế giới cho thấy được độ bá đạo của những pháp sư trong lĩnh vực công nghệ vừa lắm tiền lại còn vừa pháp sư copy nhanh làm nhanh cái gì cũng biết mặc dù có thể không quá nổi bật trong tính năng cũng như là thiết kế vì thị trường smartphone giá rẻ cũng đã phần nào bão hòa rồi cũng chả biết làm thêm cái gì nữa nhưng oppo vẫn có cách khiến mình nổi bật trong đám đông bằng cách là marketing cực kỳ cháy thu nạp những người nổi tiếng đình đám nhất về đội của mình chính những điều đó thì đã có thể phần nào khỏa lấp những cái thiếu sót trong sản phẩm mong rằng trong tương lai thì oppo sẽ có những sản phẩm thực sự khác biệt như kiểu là oppo phai x camera trượt trượt các thứ kiểu đi đầu xu hướng phết mỗi tội là không 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 hiệu quả lắm thôi hoặc là kiểu các pháp sư có thể cải tiến cho kiểu cái đồng hồ nó cầm nó mỏng mỏng đi một tí trông nó giống một tí bạn có đang dùng oppo với các idol sản phẩm của oppo có ngon như quảng cáo hay là hãy để lại ý kiến trong phần comment tôi là chưa nghĩ ra tên đâu nhưng mà tôi là thắng nên là có thể mọi người nghĩ nghĩ tôi cái tên hay hay nhá đừng quên subscribe người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại